Chào các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu phần số 61. Hai chữ đầu tiên hôm nay là hai chữ côn trùng. Đây, hai chữ côn trùng. Đó, vẽ cái gì đây? Đây, người ta vẽ một cái mặt trời ở dưới này. Thực sự là hình ảnh có hai người ha. Nó có vẻ như là hơi ngoẻ một bên phải không? Nhưng mà nếu mà ta nhìn hình bên này thì ta thấy hai người này đang khom lưng làm việc. Làm việc ở trên là mặt trời, đúng không? Hồi xưa mà người ta vẽ hai người như thế này, tức là ý muốn nói có rất nhiều người đang khom lưng, và đây là những cái tư thế đang làm việc vất vả dưới ánh mặt trời chói chang ở trên. Đấy, thì một cái hình ảnh như thế người ta gọi là côn, và người ta tạo ra cái chữ gọi là côn, đại khái như thế. Còn ở dưới này là chữ trùng, thì các bạn thấy nhìn có ba con rắn, nó vẽ rất giống bằng ba đầu con rắn, ý nói rất nhiều rắn đại khái. Và cuối cùng là sau đó cải biên thế này, rồi cuối cùng là thế này. Đó, như vậy đó là hai chữ côn trùng xong. Hai chữ tôi giới thiệu tiếp sau đây là hai chữ thâu nã, mà ta hiểu là lén lấy đó, hay tiếng bình dân gọi là ăn trộm đó. Thì đầu tiên là chữ lén, thì các bạn xem chữ lén đây. Ở đây chính là chữ lén hay là chữ thâu, nó bao gồm bao nhiêu yếu tố đâu. Thứ nhất là một người, hai nữa là chiếc thuyền ha, và cái dao. Ý nói là trong thuyền này có dao, và đặc biệt là cái thuyền này là có mui. Thuyền tức là tất nhiên là ta dùng thuyền để mà đi rồi ha, tức là thuyền đó là của người này ha, đi. Thì ngày xưa đó, thường thường là những địa bàn khác hay những xứ khác hay những nước khác, thường thường có những cái ranh giới là những con sông, cho nên những người đi thuyền á thì thường thường là đạo tặc, nhất là trong thuyền có dấu dao. Bây giờ ta xem phần cải biên. Thí dụ như là cái chữ chữ lén đây, thì đầu tiên đây vẽ chiếc thuyền thì mình có thể nhìn thấy cũng dễ dàng, nhưng mà cuối cùng tại vẽ nhầm thành chữ nguyệt đi đấy. Bên đây cái mu vẽ không rõ ràng, nhưng bên đây cái mu thì vẽ rõ ràng, còn người thì vẽ thế này. Đây cũng là tam sao thất bổn ha, đó là chữ nguyệt. Rồi bây giờ tới chữ thứ hai. Chữ thứ hai là chữ nã. Chữ nã là một cái chữ hội ý bởi hai chữ, chữ hiệp và chữ thủ. Ở trên này các bạn thấy là chữ hiệp nè, là chữ thủ nè. Chữ hiệp tức là miệng trên và miệng dưới nè, hợp với nhau, hai cái miệng đối diện nhau. Ở dưới này là thủ. Nhưng mà ở đây là cái gì hiệp? Là hai cái bàn tay chúng ta hiệp lại với nhau. Để bưng một món đồ gì đó thì hai bàn tay chúng ta phải đối diện với nhau. Cái đó gọi là hiệp lại. Thì chúng ta dùng hai cái chữ hiệp và chữ thủ này để thể hiện cái chữ gọi là lấy. Tiếng Hán Việt đọc là nã. Thì là xong hai chữ ha. Thâu nã tức là ăn trộm đó. Hai chữ tôi giới thiệu tiếp sau đây là hai chữ thiên kiến. Thường thường người ta nghĩ thiên kiến tức là nhìn một phía, nhưng mà không đúng. Thiên kiến là thực sự nó là khác. Đây, hai chữ thiên kiến. Đấy, các bạn nhìn thấy gì? Thiên bên đây gồm chữ người nè. Và bên đây là cái gì? Bên đây là tôi vẽ cái rèm cửa bằng những cái lá tre đó, thả thẳng xuống như có nhân sợi dây buộc ngang nè. Ở trên này là cái mặt cáo nè các bạn. Thấy không? Nó là cái miếng rèm đó, che để cho người ta bên ngoài không thể nhìn thấy rõ phía trong nhà đó. Đấy, bởi vì những cái lá tre này có những cái đường kẻ có thể nhìn vô bên trong, nhưng mà tất nhiên là thấy không rõ ràng. Ở đây vẽ hình một người đứng ở ngoài rèm cửa nhìn vào nhà. Thì cái nhìn nó như thế nào các bạn biết rồi. Cái nhìn đó thì nhìn vào phía trong sẽ không rõ ràng. Đấy, ý nghĩa của cái từ là như thế. Còn ở dưới này chữ kiến. Kiến là cái nhìn. Như vậy là toàn bộ hai chữ này có ý nghĩa là cái nhìn mà của một người qua rèm cửa thì thật sự nó sẽ không có rõ ràng, nó không có chính xác lắm. Tức là nói khác đi, là một người nhìn vấn đề chỉ có một góc độ nào đó, hay là chỉ có một mặt nào đó mà không nhìn toàn thể sự việc, thì cái trong trường hợp này người ta gọi là thiên kiến. Xong ha. Hai chữ kế tiếp sau đây là hai chữ tư duy. Đây, bạn xem hai chữ tư duy. Như vậy thực ra chữ tư duy là gì? Tư duy là rất đơn giản, là hình ảnh của hai ông tố. Ông tố thứ nhất là ở trên vẽ cái đầu, ở dưới vẽ trái tim. Như vậy chữ tư chẳng qua là gì? Chẳng qua là cái đầu và trái tim. Như thế người xưa hiểu như thế nào về cái đầu và trái tim? Có người cho rằng người xưa đó nghĩ rằng là chúng ta suy nghĩ bằng trái tim. Không đúng đâu, người xưa không phải nghĩ như thế. Người xưa thì cho rằng cái đầu á của chúng ta thì nói về lý, còn trái tim á thì nói về tình. Nói chuyện mà có tình có lý thì gọi là tư. Vậy thôi. Bây giờ còn chữ duy thì sao? Chữ duy nó cũng có hai yếu tố.
yếu tố thứ nhất là trái tim, yếu tố thứ hai là con chim. Thì thực ra nếu mà suy nghĩ thì rất là đơn giản, chẳng qua là gì, tức là con người từ xưa tới nay luôn mơ ước mình bay lượn được như là chim. Ở đây trái tim có nghĩa là ý nó mơ ước, rồi chim tức là muốn bay lượn như là chim. Vì vậy để nói lên cái mơ ước bay bổng, người ta mới sử dụng hai yếu tố là trái tim và con chim này để thể hiện cái chữ gọi là duy. Như vậy nói chung hai chữ tư duy có ý nghĩa là chỉ một người luôn suy nghĩ có lý có tình và cũng như là luôn mơ ước được bay bổng như là chim. Đó là nghĩa gốc của hai từ tư duy. Hai chữ kế tiếp giới thiệu là hai chữ phản chất. Có lẽ là cái từ này thì các bạn hiểu nghĩa liền phải không, nhưng mà chúng ta xem nghĩa gốc của nó là như thế nào. Đây, hai chữ phản chất. Chữ phản là muốn biết rồi không? Đây là cái vách, cái hang núi, hang núi ở trên vách núi đó. Trên bước có hang, nhiều khi cái hang nó quá hẹp đó, người ta cần phải đào sâu vô, lấy đá thảy ra ngoài hang để tạo cái không gian lớn hơn cho cái hang đó. Thì cái động tác mà người ta đào đá ở trong cái vách hang này nè, đào mà thảy ra ngoài đó, động tác gọi là phản. Này tôi đã từng nói rồi, thì người ta từ hình ảnh này người ta thể hiện cái chữ gọi là phản. Phản tức là làm ngược lại, móc đá thì trở vô móc đá nhưng mà thảy ngược ra làm sao đó, gọi là phản. Còn chữ chắc là gì? Thì thực chất là chúng ta thấy ở đây vẽ có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người, mà ở đây thì có thể hai người. Hai người đứng hướng vào cái kiềng ba chân. Và đại khái là hai người đang đứng cạnh cái kiềng ba chân. Thì thường thường khi nào thì hai người đứng cạnh kiềng ba chân? Tức là khi họ cúng bái. Thì như vậy là người ta thể hiện cái hình này nè. Người ta vẽ cái hình này để thể hiện cái chữ gọi là bên cạnh. Bên cạnh. Đấy. Như vậy thì cuối cùng hai chữ phản chất này ghép lại, ý nghĩa muốn nói là cái người mà phản mình nó ngay bên cạnh của mình. Ý nó phản chất là cái người bên cạnh mình phản mình đó, gọi là phản chất. Hai chữ tôi giới thiệu tiếp sau đây là hai chữ trinh thám. Đây các bạn xem, hai chữ trinh thám. Trinh thám. Trinh thám thực chất thì người ta vẽ như thế nào đây? Các bạn thấy rất nhiều cái kiềng ba chân, và ở đây cũng có cái kiềng ba chân. Mà đặc biệt trên này là có ghim các pháp cụ của thầy pháp. Bên đây là một người, thì cái người này là ông thầy pháp đó. Ông thầy pháp đang cúng, ông cúng và ông nhìn coi các pháp cụ có những cái điều gì khác lạ mà ở trong cái kiềng ba chân này là không. Tức là nó khác đi, là ông ta cúng xong đó, ông ta quan sát nhìn cái dấu hiệu coi có thần linh có chứng giám hay không, đại khái như thế. Thì cái từ như thế gọi là trinh. Sau này thì người ta cải biên thành như thế này, người thì thành về, còn cái kiềng ba chân như thế này, còn có pháp cụ thì như thế này đó. Còn chữ thám là như thế nào? Chữ thám cũng có một bàn tay ở trên đây, mình tưởng tượng là cái hang. Đây là cái huyệt nè, các bạn từng học rồi phải không? Đây là cái huyệt. Ở đây là cái bàn tay ba ngón, ở dưới này có cái dấu gọi là chữ bát, tức là cái dấu khai mở. Nó khác đi là người ta dùng cái tay để mà thọt vô cái hang mà để xem ở trong đó có cái gì, để khai mở ra bí mật ở trong đó. Đó có đó gọi là thám. Sau này thì người ta mới cải biên lại chữ thủ thì thành như thế này, còn ở trên này cái huyệt thì vẽ thành như thế này nha. Phết hai bên, ở đây là hai cái đường về phết hai bên, nhưng mà ở dưới này cái bàn tay thọt vô và thì lại vẽ lộn thành cái chữ là chữ mộc, chữ mộc. Còn cái chữ bát tức là khai mở đó, hai bên thì vẽ thành hai cái nhánh cây đó, còn cái bàn tay ba ngón thì vẽ thành chữ mộc. Thì đây là vấn đề tam sao thất bổn, đó thành chữ thám. Thì đó là ý nghĩa của hai chữ là trinh thám mà ta biết ngày nay. Ở đây tôi xin nói thêm, hai chữ trinh thám nó có mang cái hàm ý là cái việc làm mà mạo hiểm. Tức là khi mình thọ cái tay vô hang đó, mình đâu có biết là trong hang đó có cái gì, mình muốn khai mở nhưng mà đâu có biết đó. Có thể nó là những cái vật nguy hiểm như là rắn này kia, thì lúc đó ta sẽ mang họa. Vì vậy trinh thám nó có cái hàm ý là cái việc làm mạo hiểm. Sau đây tôi sẽ giới thiệu nghĩa gốc của hai từ trưởng và phó. Các bạn thường nghe đó, thường thì người ta nói là phó là một người làm việc như là trưởng vậy đó, nhưng mà không phải là trưởng, mà phó thì vẫn là phó. Đây, hai từ trưởng phó. Thực ra hai từ trưởng phó rất đơn giản. Trưởng chẳng qua là vẽ một người già, có tóc dài. Thì người xưa đó, vì không cắt tóc nên người nào tóc dài thì người đó phải là tóc dài thôi, râu dài. Đấy, vẽ một người tóc dài, cái lưng hơi cong phải không? Chữ ếch này là chữ người, trên này vẽ tóc.
từ từ nó biến đổi thế này, cuối cùng thành chữ thế này thì gọi là chữ trưởng. Còn là chữ phó thì chẳng qua là gì, một người bên đây là một cái túi hành lý, thực sự chính giữa này là cây ghế hành lý, hai cái cạnh này á, tức là sợi dây buộc cái gói hành lý, ở trên cũng là sợi dây buộc, chính giữa là hành lý, là chữ điền đó là hành lý. Thì chẳng qua là một cái người rồi mang vác hành lý, nói khác đi thì cái người mà cẩm vác hành lý, mang vác hành lý cho chủ đó, cái người đó thì người ta gọi là phó, đơn giản vậy thôi. Thì sau này ta sử dụng hai chữ này, thì trưởng phó thì tôi không cần nói thêm ha. Thì các bạn thấy là cái sau khi cải biên cái chữ phó đó, thì đầu tiên mình nhìn thấy đây cọng dây buộc, đây cọng dây buộc rất dễ thấy, nhưng mà cuối cùng thì người ta lại vẽ thành như thế này, phía dưới thành chữ bàn tay. Lẽ ra nó là sợi dây buộc mà vẽ lộn thành cái bàn tay, còn chữ điền lại vẽ tách ra. Ở dưới này cũng đầu dây buộc mà tự nhiên vẽ hở ra, rồi sau đó lại thành như thế này nữa, nghe không? Ở trên này vẫn là sợi dây buộc mà vẽ thành thế, ở dưới này vẽ thành cái chữ dụng, ở dưới này là vẽ thành chữ thốn. Như vậy cũng là vấn đề tam sao thất bổn, nhưng mà thực sự nó vẫn là mang ý nghĩa một người mang vác hành lý là cho chủ đó, gọi là phó. Xong ha. Ngày nay người ta thường nghe các cái sư khuyên mọi người đừng có nên là xâm si. Như vậy xâm si là đừng nên xâm si là như thế nào? Thì thực chất nghĩa của nó đó, đừng nên xâm si có nghĩa là không nên nói chuyện ở trên trời, cũng như là không nên so bì thiệt hơn. Cái đó gọi là đừng có xâm si là như thế. Bây giờ bữa nay tôi sẽ giới thiệu hai chữ xâm si là như thế nào, và cũng như là cái nghĩa gốc của nó. Đây, hai chữ xâm si. Thì cái chữ xâm này các bạn nhìn thấy vẽ hình như thế nào đây? Ở đây có ba cái hình vuông đúng không? Thực sự ba hình vuông đó là ba cái ngôi sao trên trời. Và ở dưới này là một người đúng không? Một người. Cái ý muốn nói là một người đang xem các vì sao trên trời. Thường thường những cái nhà thiên văn đó hay xem sao trên trời mà đoán vận mệnh đó, nói chuyện trên trời đó, nói chuyện thiên văn đó, đó là diễn tả một người như thế thì gọi là xâm, tức là một người xem sao trên trời để mà đoán thời cuộc đó chẳng hạn. Rồi ở dưới này còn chữ si thì như thế nào? Chữ si đó thì thực chất ở trên này là cái bông lúa nè, đây là cái bàn tay cầm bông lúa nè, hay là nói khác đi, ở dưới này là chữ công. Thực ra chữ công này á, tức là cái bồ lúa hồi xưa đó, người ta chưa có cái máy mà tuốt lúa, người ta phải cắt cái bông lúa đem về, rồi người ta mới dùng tay đó bó lại, là dùng tay đập vô cái bồ, thì những cái hộp lúa nó sẽ văng ra đó, rồi văng vô bồ, rồi ta mới là thu hoạch được cái hạt lúa. Thì như vậy chữ công ở đây á, tức là cái bồ đó, cái bồ đập lúa đó, rồi đây là cái tay cầm cái bó lúa mới vừa cắt đó, đập vô cái bồ lúa để mà lấy cái hạt ra. Thì các bạn biết là thí dụ lúa đó mà cái bông lúa thì nó rất là nặng, nhưng mà khi mình đập ra cái hạt lại để bỏ cái phần rơm lại thì tất nhiên nó phải nhẹ lại rồi. Chẳng hạn như một bó lúa là 10 kg, khi mình đập ra thì được khoảng chừng 2-3 kg lúa chẳng hạn, thì còn lại là 7-8 kg rơm đó. Thì như vậy chứ là nó cái hành động như thế thì người ta gọi là si. Tất nhiên là khi mà lúa đã đập ra rồi thì mình thực sự mình lấy cái hạt đó nó phải nhẹ hơn cả cái bó lúa. Rồi bây giờ ta nói tới vấn đề cải biên. Đầu tiên thì những ngôi sao này ta vẽ là những cái hình vuông phải không, và sau đó ta vẽ thành những nhạc phải không, rồi cuối cùng mà thành những cái dấu thế này ha. Còn người thì từ từ vẽ thành chữ ếch nè, rồi cái râu của nó vẽ bên đây, rồi cuối cùng mà thành như thế này đó, ba cái chữ nhật nó vẽ thành như thế này. Đó là những cái một âm già đó đang xem sao trên trời đó. Đấy, rồi cái bông lúa thì ban đầu vẽ như thế này, ta thấy cái bông lúa rất dễ nhìn phải không, từ từ nó vẽ thành bốn chữ nhân, ở chính giữa có một cái gạch phải không, cộng rơm. Đây là cái bàn tay, ở dưới này là chữ công ha. Đấy, thì bên đây cũng bàn tay chữ công, nó không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng thì hai chữ nhân này ta kéo thẳng ra luôn thành một đường, hai chữ nhân ở dưới cũng kéo thẳng ra luôn thành một đường. Rồi cái bàn tay ba ngón thì vẽ thành cái chữ tả nè, các bạn biết rồi ha. Đó, thì đây cũng bàn tay ba ngón là viết liền lại nhau chứ. Nhưng mà rồi hai cái chấm trên này không biết ý nghĩa gì ha, cũng như cái bông lúa nó còn như là hai cái rơm đưa lên đó. Đó, thì chữ đó thì gọi là chữ sai ha. Bây giờ tôi xin nói thêm mà tại sao chữ si đó mà từ Hán Việt gọi là chữ sai đó, mà lại có ý nghĩa là so bì. Thì cái này cũng dễ hiểu, là nhiều khi cái bông lúa đó các bạn biết không, có những năm lúa trúng
Thì giờ một cái bó lúa nhỏ xíu thôi nhưng mà đập ra rất là nhiều hạt, nhưng mà cũng có những năm mà lúa thất á, nó lép á, thành ra một bông một cái bó lúa thật là to đó mà mình đập ra không có bao nhiêu lúa. Hay là như vậy từ đây nó mới có cái ý nghĩa là so bì. Như vậy là toàn bộ hai từ xâm si mà các sư khuyên đừng xâm si, tức là đừng có nói chuyện trên trời, cũng như đừng có so bì, thiệt hơn là như thế. Hai từ kế tiếp tôi giới thiệu sau đây là hai từ khách quan. Các bạn xem chữ khách thì chúng ta có học rồi, nhưng bây giờ xem nhau lại nhắc lại. Đây, chữ khách. Thì các bạn thấy chữ khách đó, nó bao gồm gì? Bây giờ ta nhìn chữ này đi ha. Chữ này các bạn nhìn sao? Đây là chữ khác mà từng học rồi. Đây là bước chân của những người phương Bắc đi xuống thành trì phương Nam. Chữ khẩu là thành trì phương Nam. Tất nhiên những người phương Bắc mà đi xuống phương Nam thì đó là những người lạ rồi. Rồi ở đây là, ở trên này là ý nghĩa cái nhà, tức là người lạ mà trong nhà chúng ta thì cái đó là cái gì? Người lạ mà đến nhà chúng ta thì cái người đó ta gọi là khách. Thì ta dựa vào những yếu tố này để mà chế tạo cái chữ gọi là khách là như thế. Còn chữ quan ở đây gồm có chữ kiến nè, tức là con mắt nè, đây là hai cái chân, chữ kiến nè, kết hợp với lại cái gì? Cái chữ này thì các bạn cũng đã, tôi đã từng giải thích rồi. Đây là hai cái chân mày nè, đây là hai con mắt nè, ở dưới là con chim, tức là con mắt mà chằm chằm hay là trố mắt nhìn của con chim cứu vọ đó. Nó khác đi, chữ quan này có ý nghĩa là nhìn mà trố mắt, tức là hay là nhìn chằm chằm. Ở đây có thể hiểu là trố mắt nhìn giống như chim cứu vọ đó. Cái chữ đó thì tôi gọi là chữ quan. Thì nó gồm những yếu tố thế này, thì khi cải biên thì hai cái chân mày đó ta vẽ thành cái bộ thảo. Còn hai chữ khẩu thì cũng như thế này, còn con chim thì dễ như thế này, còn chữ kiến thì dễ vậy, các bạn biết rồi. Thì đó là hai chữ khách quan ha. Như vậy khách quan thì hình như hai chữ này đã có nói qua, coi như mình nhắc lại xong ha. Hai chữ tiếp sau đây là hai chữ khách quý, mà tiếng Việt gọi là lai tân. Đây các bạn theo dõi, đây hai chữ lai tân là khách quý đó. Thì chữ lai này thực ra chúng ta đã học rồi. Thực sự đây là một cây lúa đó. Mà là chính xác là lúa mạch, là lúa mạch này loại này nó có gai và đến từ phương Tây đó. Cái gai là thể hiện hai chữ nhân nè, ở đây là chữ mộc nè đó, cho nên ta sử dụng cái chữ mộc mà hai bên hông này nè, có hai cái gai nè, để thể hiện cái chữ lai, tức là chữ đến. Đến là chữ lại, nó từ phương Tây lại đây, đó là chữ lai. Còn chữ tân thì các bạn có thể hiểu có cái chữ u ngược nè, tức là hoàng cung. Còn ở trong này có chữ phương, mà phương tôi đã nói rồi, phương tức là một cái người á bị cạo đầu đè để dùng biên cương. Rồi ở đây có thêm những bước chân, ý muốn nói là những bước chân này đi đến hoàng cung. Nói khác đi là những người từ cái vùng biên cương xa xôi mà với những bước chân đi đến hoàng cung. Nói khác đi là hoàng cung có những cái người từ mà biên cương mà trở về. Sau này thì người ta ghi thêm lễ vật, tức là những người này đi từ cái dùng biên cương trở về mà mang thêm rất nhiều lễ vật. Ở đây ý muốn nói là lễ vật triều cống triều đình đó, mang theo nhiều lễ vật lại dưới này đây. Sau này thì người ta cải biên lại thì cái hoàng cung ta vẽ thành thế này ha. Rồi cái chữ phương đó thì lại vẽ thành như thế này, đây là hơi tam sao thất bổn. Còn cái lễ vật triều cống thì viết như thế này ở dưới này đó. Nói chung lại lai tân tức là nói tới những cái người mà bị đầy đi dùng biên cương xa xôi rồi mới trở về hoàng cung mang theo nhiều lễ vật triều cống cho triều đình. Thì những cái vị như thế người ta gọi là khách quý. Đương nhiên rồi, khách có mang quà tới thì phải là khách quý thôi. Hai chữ tiếp sau đây là hai chữ đảng phái. Đây các bạn nhìn hai chữ đảng phái. Thế thì đảng phái là gì đây? Thì thực chất đảng phái, nếu mà các bạn nhìn theo cái hướng này thì dễ nhìn hơn. Thực ra trên này là chữ thượng nè, chữ thượng mình biết rồi, thượng tức là một cái gọi là gì, một cái yêu thích thời thượng đó, một cái căn nhà cao cấp đó, là chữ thượng đó. Còn ở dưới này là chữ h tức là đen. Ở đây các bạn nhìn thấy bên đây nè, vẽ một cái người đó là vào bếp đó bị dính lọ đó, đen thui đó, thì cái chữ này có nghĩa là chữ đen đó. Sau thì đã cải biên thành chữ này thì gọi là chữ H đó. H. Như vậy chữ đảng là hội ý giữa hai chữ thượng và chữ H. Thượng ý muốn nói là thời thượng, còn H
à, tức là đen, mà đen ở đây hàm ý là sao đen. À, nói chung là đảng là gì? Đảng là một cái trào lưu người ta gọi là a dua theo, người ta hùa theo chẳng hạn, cho nên gọi là thời thượng là đồ màu đen đó, người ta hùa theo, à, cái đó thì gọi là thượng. À, đồng thời ở đây có chữ là chữ đen, tức là sao đen, nó khác đi là đảng là những cái người mà ta hùa theo cái xã hội mà đó là xã hội đen lắm thì gọi là đảng. À, như vậy có thể nói là chữ đảng ở đây nó có hàm ý là không tốt. À, chẳng hạn như tôi nói là du đảng hay là bè đảng, đó là chữ đảng này. À, còn bây giờ cái chữ phái thì sao? Thì thực chất chữ phái là một cái chữ tượng hình, người ta vẽ một cái dòng sông chính là thế này đây ha, nó có những cái ngã rẽ. Ý muốn nói là một cái dòng sông có thể có rất nhiều cái ngã rẽ, tức là một cái dòng sông có thể có rất nhiều chi lưu, thì ta vừa sử dụng hình ảnh này để mà chế tạo ra cái chữ gọi là chữ phái. Phái tức là một cái nơi chính và phái tới những cái chỗ phụ chẳng hạn ha. Chi lưu là những cái chỗ mà được tách ra từ dòng sông chính ha. Thì dùng những cái hình ảnh này để thể hiện cái chữ gọi là phái. Thì đây là chữ tượng hình thôi, nhìn thấy đây vẽ này đơn giản phải không, từ từ vẽ rất là phức tạp, từ từ nhìn nha, rồi cuối cùng thì ta vẽ thế này, đây gọi là chữ phái. Ở đây là thể hiện cái chữ là ba chấm thủy là nước, như thế rất là tượng hình, rất là khó hiểu, nhưng mà nói chung mình cứ hiểu đó là hình ảnh của những cái dòng sông và những cái chi lưu của nó, đại khái như thế. Xong ha. Có bao giờ mà các bạn nghe người ta nói là hết lúc bỉ cực tới hồi thới lai, tức là hết lúc nghèo khổ thì tới hồi sung sướng, đấy đại khái là như thế. À, đây tôi sẽ giới thiệu hai chữ bỉ và thái. Đây hai chữ bỉ và thái, thì chữ bỉ thực chất là gì? Chữ bỉ là ở trên gồm chữ bất và ở dưới là chữ khẩu. Cái chữ này từ Hán Việt còn có ý nghĩa là phủ viết, là phủ định đó, chữ phủ. Nhưng mà người Việt thì cũng có khi đọc là bỉ. Và thực sự là người xưa khi mà chế tạo cái chữ này gồm hai yếu tố chữ bất và chữ khẩu này, với cái hàm ý là mở miệng nói không rồi cái miệng này nhỏ nước bọt. Đó là cái hàm ý người xưa chế tạo chữ phủ là như thế. Còn là chữ thái đó là vẽ một người ở trên, thấy không? Mình nhìn thấy một người ở trên và có hai bàn tay đang kỳ cọ tắm rửa người này. À, tại sao tắm rửa? Tại vì có những cái dòng nước nó nhiễu xuống nè. Đó, hai cái tay này kỳ cọ người này, dòng nước nhiễu xuống. Thì một người mà được người ta kỳ cọ tắm rửa thì rất là sung sướng, rất là thoải mái. Đó là ý nghĩa của cái chữ thái. Sau này thì người ta cải biên lại, phải không? Cái một người này người ta vẽ thẳng tay, thẳng chân ra như thế này. Còn hai bàn tay thì vẽ như thế này, còn nước thì vẽ gì? À, cuối cùng thì vẽ như thế này, gọi là cái chữ là thái. Đó, như vậy bỉ thái thì ý nghĩa là bỉ là cái sự nghĩa là cực khổ, còn thái là sự sung sướng, phải khá như thế. À, phải nói rằng là từ cái thời kỳ thượng cổ mà khi con người biết sử dụng lửa thì con người thoát hoàn toàn khỏi các loài thú. Thì hai chữ tiếp sau đây tôi giới thiệu là hai chữ chư thánh. Đây các bạn xem, hai chữ chư thánh. Thì thực chất cái chữ chư thánh là gì? Thì bây giờ các bạn nhìn cái chữ hiện đại bên đây, là một bên là chữ ngôn nè, một bên này là chữ giả nè, chữ ngôn giả. Thật sự thì cái chữ ngôn và chữ giả như thế nào? Thì thực chất đầu tiên đó, đây là hình ảnh của một cái bếp nè, một cái lò nè, ở trên này là cái cây củi nè, và đang cháy, có hai chấm tro nó bay lên đó. Như vậy đây là chẳng qua vẽ cái bếp và cái cây củi đang đốt ở trong cái bếp lò, vậy thôi, đơn giản thế. Bên đây thì vẽ thêm chữ ngôn nè, ngôn, và bên đây cũng là hình ảnh của cái bếp lò đang cháy ở trên này, ngọn lửa nè. Đó, chữ ngôn về sau thì nó sửa thành thế này, về sau sửa thành thế này ha. À, cái lò lửa đó người ta thay bằng cái chữ mặt trời, đây là chữ nhật nè, là mặt trời, vậy thôi, mặt trời cũng là lò lửa mà ha. À, đại khái như thế. Như vậy chữ ngôn mà hội ý với cái lò lửa thì nó trở thành là chữ chư. Là tại sao là như thế? Thì ý nghĩa là như thế này, tức là thực sự ra thì khi mà có lửa rồi đó thì người xưa hay sau một ngày làm việc mệt nhọc thì về nhà hay là nhúm cái lò lên, rồi có thể là nướng thịt, có thể là làm đồ ăn, rồi hai bên đàm đạo trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thì cái này ở các loài thú thì không bao giờ có, chỉ có con người thôi. Thì những cái người mà
đang ngồi chuyện đàm đạo sau những cái lúc làm việc mệt nhọc và nghỉ ngơi vào lúc buổi chiều đó, thì họ mới có sự trao đổi kinh nghiệm với nhau, thì chỉ có con người văn minh mới có mà thôi. Cái chữ này nè, đó là thể hiện cái ý nghĩa đó, tức là ngồi quay quần bên cái bếp lửa này đó, thì tất cả những cái đó là chư. Chư là chỉ người quay quần xung quanh cái bếp lửa để mà trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc, nói chuyện, là tri âm với nhau. Nó chỉ có con người mới có như thế, đó là chữ chư. Còn chữ thánh là gì? Thì chữ thánh ở đây vẽ ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái lỗ tai, yếu tố thứ hai là cái miệng, yếu tố thứ ba là một cái con người thần thông, tức là một cái con người mà đứng trên lâm mạch. Nó khác đi, là một cái người là trên mọi người, hiểu biết rất là giỏi, làm lãnh đạo đó, tức là chữ này ha. Về sau người ta vẽ thành chữ thổ ở trên thêm cái phết là thể hiện chữ nhân nè, chữ nhân ở trên nè, là ở dưới này là chữ thổ, một người đứng trên lâm mạch. Còn lỗ tai về sau thì người ta cải biên là thế này ha, rồi đây là chữ khẩu. Như vậy nó khác đi, con người mà gọi là cái chữ này á, ba yếu tố này hợp với nhau thành chữ thánh. Thì tại sao gọi là thánh? Thì người ta cho rằng một cái người mà biết lắng nghe, tức là có cái lỗ tai là lắng nghe, thì người đó đã là thánh rồi. Thì bởi vì các bạn thấy là lỗ tai Phật nó rất là to, phải không? Như vậy là trong kinh Pháp Hoa nói lắm, là nghe cũng là một cái âm đức rất là lớn, nghe nó cái âm đức nó lớn hơn cả nhìn nữa đấy, thì đó là chữ thánh. Còn bên đây là khẩu. Khẩu này tức là nói những cái chuyện về tiên tri, những cái lời sấm truyền đó. Rồi đây là có một cái lỗ tai rất là to để mà lắng nghe mọi người, đồng thời là có một cái khả năng lãnh đạo mọi người, trên cả mọi người. Thì ba yếu tố này hợp với nhau, người ta gọi là thánh. Chư thánh là ý muốn nói là tất cả những vị thánh nhân quay quần với nhau để mà quanh bếp lửa đó, để mà trò chuyện, để mà trao đổi kinh nghiệm, như học hỏi cách làm người, học hỏi để mà phát triển xã hội, học hỏi để mà phát triển con người, đại khái như thế thì gọi là chư thánh. Phần 61 tới đây xem như kết thúc, dài quá rồi ha. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 62. Chào các bạn.